Các bạn thân mến, lúc nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bài tập về nhà của ngày 22 tháng 10 trong khóa chuyên đề tiếng Anh số 2. Chúng sẽ có là bài tập về ngày về nhà của ngày 22 tháng 10 trong khóa chuyên đề tiếng Anh số 2 của chúng ta sẽ là bài tập tổng hợp của tất cả những phần kiến thức mà các bạn đã học từ trước tới giờ. Chúng sẽ có lại với câu số 1 của chúng ta là kiến thức về trọng âm. Chúng sẽ có ý a của chúng ta có đuôi a G, e. Những từ có đuôi a G, e không ảnh hưởng cho ông từ vậy cô sẽ có từ mary cho ông dơm tiếp đầu. Ý b cô sẽ có từ respond cho ông dơm thứ hai vì nó là o dài. Đúng không ạ? Ý C cô sẽ có từ maintain cho âm dương tiết thứ hai và chúng ta sẽ có ý đây từ belief ý dài cho âm dương tiết thứ hai. Từ đó chúng ta suy ra được câu số 1 của chúng ta đáp án là ý A. Câu số 2 cô sẽ có tới đọc là âm bí điển. Âm thứ hai của chúng ta là âm ý dài cho âm dương tiết thứ hai. Decision đuôi ion không ảnh hưởng được. Sau này đuôi ion làm cho âm rơi vào trước âm đó dương tiết thứ hai. Mischievous ý ý ơ ngắn hết nó rơi vào đầu. Vậy thì câu số 2 cô sẽ có đáp án là ý C. Câu số 3 của chúng ta này, đúng không ạ? Câu số 3 của chúng ta là một câu khá là đặc biệt Nếu như các bạn căn cứ vào trạng thời gian 1896 đúng không ạ? Thì các bạn sẽ chọn được câu đấy đáp án sẽ là ý B Cá biệt còn ví dụ có bạn, bạn ấy có thể chọn câu đấy đáp án là ý C Đó là bị động nữa Câu đấy chúng ta sẽ có từ commemorate Chờ, Câu sẽ có từ commemorate, từ đấy có nghĩa là tưởng nhớ Vậy chúng ta sẽ dịch câu đấy như sau Đó là cuộc thi chạy marathon mà lần đầu tiên được diễn ra vào năm 1896 để tưởng nhớ cái chiến thắng huyền thoại Phịt là chiến thắng là chiến công đúng không ạ chiến thắng huyền thoại của một cái binh sĩ là người đã đưa đúng không ạ người đã tin chiến thắng từ từ trận chiến tại marathon đến athens vậy chúng ta sẽ có là câu này chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn tại sao chúng ta lại dùng hiện tại đơn bởi vì hiện đơn để nói về những sự kiện thể thao diễn ra hàng năm Nên câu số 3 chính xác là chúng ta phải chọn đáp án là ý A Câu số 4 của chúng ta chính là phần bị động đặc biệt vì động chúng ta sẽ có từ e talk của chúng ta là động từ thứ nhất bị động đúng không ạ? Động thứ hai chúng ta sẽ phải dùng tu, bốn đáp án của chúng ta đều có tu. Bốn đáp án chúng ta sẽ có tu vậy cô ấy cũng sẽ chọn là gì? dịch gì là bóng đá được cho là chơi ở phổ biến, được, được cho là chơi ở khắp mọi nơi trên thế giới đúng không ạ? Được cho là cái môn thể thao phổ biến nhất trên toàn thế giới vậy thì câu này của chúng ta là sự thể nhiên nhiên, là sự thể nhiên nhá. vậy thì cô ấy chúng ta sẽ có là bóng đá được coi là môn thể thao phổ biến nhất, chứ không phải là được chơi. vậy cô sẽ bỏ đi ý a bỏ đi IC c, Chờ cô sẽ chỉ còn ý b và ý d. mà bóng đá là một môn thể thao phổ biến nhất trên toàn thế giới là sự thể nhiên, nên chúng ta sẽ dùng đằng sau chỉ là hiện tại thôi. Như hiện tại chúng ta sẽ dùng đằng sau đó sẽ là vơ đúng không ạ? câu số 5 của chúng ta này chúng ta sẽ căn cứ cho cô bằng trạng thời gian recently là trạng thời gian của thì hiện tại hoàn thành. Chứ chúng ta sẽ có quy tắc như sau này Đó là chúng ta sẽ có quy tắc là The number of Thì động từ chia ở số ít Đúng không ạ? Và cô sẽ có The number of Thì động từ chia ở số nhiều Vậy cô sẽ có câu này căn cứ bằng The number of động từ chia số ít nhé Mà của hiện tại hoàn thành thì cô sẽ chọn đáp án là ý B Câu số 6 của chúng ta Chúng ta sẽ có cấu trúc đó là to be concerned with Chờ các bạn thừa nhận cho cô câu này là cấu trúc to be concerned with Nghĩa là có liên quan tới quan tâm tới đúng không ạ rồi tiếp này câu số 6 đó gì là tôi tin rằng anh ta quan tâm đến tất cả những vấn đề mà vợ anh ta đã mention đề cập tới xong câu số 6 xin mời sẽ chuyện cô sang câu số 7 khi bố tôi còn trẻ ông ấy thường dậy sớm để làm vườn vậy diễn tả một thói quen trong quá khứ người ta giàu dùng dạng you to work, nguyên dạng vậy thì câu số 7 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý a à. xong câu số 7 xin mời sẽ chuyện cô sang câu số 8 với câu số 8 căn cứ cho cô bằng từ by the time sau bài giờ tham chia quá khứ đơn cô bỏ đi B. Cô bỏ đi ID Tại sao? Vì cái động từ arrive không là Nội động từ nên không có dạng bị động Chờ cô sẽ chia quá khứ đơn nên cô bỏ đi c Vậy cô sẽ chỉ còn EA và IB Trước bài giờ tham chia quá khứ hoàn thành Vậy cô sẽ chọn được đáp án là IB Câu số 9 của chúng ta căn cứ bằng Điều kiện loại 3. Chúng ta sẽ chọn cho cô Được đáp án là B hoặc là A Vậy dịch nghĩa của câu Nếu như cô ta biết được công việc nó kinh khủng như vậy Thì cô ta sẽ không chấp nhận nó Vậy câu số 9 mình phải chọn đáp án là ý a Câu số 10 của chúng ta là câu trực tiếp sang câu gián tiếp này. Với câu hỏi có từ để hỏi chúng ta bắt đầu bằng từ để hỏi. Sau từ để hỏi phải cộng chủ ngữ vậy cô bỏ đi a Vậy nó bắt đầu bằng út đúng không ạ? Cô bỏ đi a vậy sau lại sau từ để hỏi phải cộng với chủ ngữ vậy cô sẽ có bốn đáp án của cô đều, có ba đáp án của cô đều là chủ ngữ rồi đúng không ạ? Vậy cô sẽ có là Jack hỏi chị gái của anh ấy rằng vậy thì chị gái của anh ấy đã đi đâu? Anh ấy sẽ đi đâu vào ngày mai? Vậy thì đằng sau của cô where sẽ phải không dùng còn yêu nữa. Cô bỏ nốt ý C. Cô bỏ nốt ý B vậy cô sẽ chỉ còn mỗi đáp án là ý D mà thôi. Câu số 11 của chúng ta viết bằng cấu trúc thâu đúng không ạ? Nó chính là cấu trúc tell somebody to work, bảo ai đó làm gì. Vậy câu số 11 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý D. Xong câu số 11 xin vào sẽ chuyển đến cô sang câu số 12 của chúng ta. Câu 12 chúng ta sẽ căn cứ cho câu bằng từ why của chúng ta là tính từ, đúng không ạ? Sau những từ chúng ta sẽ cộng một danh từ, vậy chúng ta sẽ học đuôi đấy rồi nó sẽ chọn đáp án là ý C. Câu số 13 dịch là bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra chúng ta đều thảo luận, chúng tôi được thảo luận nó một cách thẳng thắn và tìm ra số rút hướng giải quyết một cách nhanh chóng. Chúng ta suy ra từ come up nghĩa là xảy ra diễn ra. Vậy chúng ta sẽ chọn được từ đáp án sẽ là ý e A từ arrive nghĩa là đến, từ encounter nghĩa là gặp phải, happen là xảy ra. Vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý C. Câu số 14 chúng ta sẽ căn cứ bằng từ obvious là hiển nhiên. Nó là hiển nhiên cho mọi người rằng làm sao bọn trẻ đó là hiển nhiên cho mọi người rằng đứa trẻ đó làm sao bị dư xử quá là tệ, đúng không ạ? Đó là Tất cả mọi người đều biết rõ rằng đứa trẻ là cư xử rất là tệ Vậy cô sẽ có lại từ obvious sẽ bằng từ gì? Ý D không phải từ Frank nghĩa là thẳng thắn Đúng không ạ? Thế này cô sẽ có ý C từ evidence Từ đấy có nghĩa là gì? Bằng chứng Đúng không ạ? thế này ý B từ unclear Từ đấy nghĩa là không rõ ràng Cho ý B từ unclear Từ đấy có nghĩa là không rõ ràng Thế này cô sẽ có ý A từ significant Từ đấy có nghĩa là gì ạ? Từ đấy có nghĩa là ý nghĩa Vậy thì cô sẽ suy ra được câu số 14 sẽ là đáp án là ý C, obvious bằng obvious, nghĩa là hiển nhiên. Câu số 15 của chúng ta, mẹ tôi là một y tá, người ta dùng cấu trúc what as, work as, làm nghề gì, ý B. Đúng không ạ? Câu số 16 của chúng ta, câu 16 này cô ta phải làm việc làm sao tối hôm qua, vì vậy cô ta rất là mệt sáng nay. Thì cô sẽ có là cô ấy phải trực đêm, chúng ta cũng cụm từ, câu này là từ vựng, đúng không ạ? Các bạn có yêu cầu là cho thêm từ vựng vào, Câu số 17 này Bố tôi rất là bận rộn với công việc văn phòng Ông ấy thường về nhà muộn Vậy 17 ý A, à, câu này dễ quá đúng không ạ Câu số 18 này Mẹ tôi làm sao sớm để chuẩn bị bữa sáng của chúng tôi Mẹ tôi dậy sớm cho ý C Câu số 19 chúng ta là Mẹ tôi là một người phụ làm sao Bà thường làm vất tất cả các việc nhà Để cho chúng tôi cảm thấy giác thoải mái Cô sẽ có ra à, từ caring là chu đáo ân cần Từ careless là cậu thạ Từ harmful là có hại Và từ boring là tẻ nhạt Vậy cô ấy sẽ chọn đáp án là ý A à. Câu số 20 Trong thời gian rảnh rỗi tôi thường giúp mẹ với Có giới từ with đằng sau nó cộng với verb in Vậy cô sẽ chọn đáp án là ý C Câu số 21 Tôi chịu, chịu trách nhiệm cho việc chăm em Cô sẽ có look after là chăm sóc ý A à, Đúng ạ Get up là thức dậy, sit down là ngồi xuống và sợ up là đóng Không phải Câu hai trách nhiệm của tôi là rửa bát và đổ rác Đổ rác cô có từ take out Take off nghĩa là cởi hoặc cất cánh Take care là chăm sóc Take over nghĩa là tiếp quản hoặc chiếm đoạt Câu số 24 của chúng ta Bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra chúng tôi đều thảo luận một cách thẳng thắn và tìm ra tìm ra cái gì đúng không? Find something tức là nó tương đương với một danh từ. Ở đây cô cần một danh từ nên cô sẽ chọn đáp án là ý B. Đây chính là kiến thức về từ loại mà các bạn học. Câu số hai anh em chúng tôi sẽ căn cứ cho cô bằng từ đâu rồi? May là bạn thân nhất của tôi chúng tôi luôn chia sẻ, luôn sẵn lòng chia sẻ cảm xúc với nhau, nó dùng từ share chia sẻ. Đúng không? Câu số 26 của chúng ta này, à, gia đình là chính là điểm tựa để chúng tôi có thể bước vào cuộc sống với bước vào thế giới với sự tự tin sau giới từ with cộng danh từ Danh từ chúng ta sẽ chọn đáp án là ý B vì chúng ta có đuôi xe là đuôi của danh từ Câu số 27 Tôi thích làm những việc như là nấu cơm, rửa bát, lau nhà Vậy đó sẽ chính là việc nhà Vậy cô sẽ chọn đáp án là how chores Câu số 28 của chúng ta Bố tôi là một nhà sinh học Hay là một nhà gì? Ông ấy thường nghiên cứu về động thực vật Vậy chắc chắn là nhà sinh học rồi Nên Chúng ta sẽ có ý D mathematics Nhà toán học không phải Chemist, nhà hóa học không phải Biologist là nhà sinh học đúng không? Vậy câu chúng ta sẽ chọn đáp án là ý B Ý A từ bốt là nhà thực vật học Nếu thực vật học thì lại không nghiên cứu động vật đúng không? Nên chúng ta không chọn ý A Câu 29, trong gia đình của tôi, bố mẹ tôi đều chung tay Chúng ta sẽ có ý A từ join hand bằng work together Chung tay Chờ, Nên chúng ta sẽ chọn 29 ý A luôn Câu số 30 này, em trai tôi thường làm sao à, Tôi và chúng rất là đáng yêu Vậy là em trai tôi rất là biết cách ngâm vâng lời cô cho căn cứ bằng to be. sau to be chúng ta cần một tính từ tính từ cô sẽ chọn được đáp án sẽ là ý c obedient đuôi nt đuôi của tính từ đuôi ce là đuôi của danh từ obey là động từ tại sao không chọn ý d vì từ optaker là trở ngại câu số 31 không giống như tất cả những người đàn ông khác bố tôi thích làm sao ý đi ý a tắm không phải đúng không ạ ý b uống bia không phải ý c chơi đánh bài không phải ý d đúng không ạ vì món tôi rất là thích cái món sư đương của bố tôi nữa. Câu số 2 của chúng ta trách nhiệm của tôi là chăm em Câu này lặp lại rồi Take care of là chăm sóc chọn ý A Joy hand là chung joy hands chung tay Take over tiếp quản chiếm đoạn Work together cùng nhau Câu số 3 của chúng ta mặc dù bố mẹ tôi Mặc dù bố tôi rất bận Ông ấy vẫn cố gắng dành thời gian chúng tôi Nó sẽ có sau try cộng tù vợ Cô sẽ bỏ đi ý B Cô sẽ bỏ đi ý D Vậy cô sẽ còn ý A và ý C Nhưng mà để mang nghĩa dành thời gian chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A Câu số 34, bố tôi rất là luôn giúp đỡ người khác Bố luôn sẵn lòng giúp ai đó với à, Bố luôn sẵn lòng với việc giúp dọn việc nhà cửa Chúng ta sẽ có cấu trúc Đó là sau to be all cộng với verb in Vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án Sẽ là ý B Ý D, tại sao chọn ý D? Vì chúng ta sẽ có cấu trúc Đó là cấu trúc to be willing to ạ? Sẵn lòng làm gì? nhá Xong câu đấy của chúng ta Tiếp theo xin bạn sẽ chuyển cho cô sang câu số 35 của chúng ta Câu số 35 chúng ta sẽ có này Câu 35 của chúng ta là câu trực tiếp sang câu gián tiếp Đúng không ạ? Câu trực tiếp sang câu gián tiếp này Thì cô sẽ có là từ để hỏi về cộng chủ ngữ vớp Phải bỏ đứt cho cô đi chợ và từ lúc cậu chúng ta sẽ phải là lúc thêm ED Chờ tại sao cô ta anh ta lại trông có vẻ thảm hại như vậy Ý B sai Câu số 36 của chúng ta Cô sẽ có là sau to be chúng ta cần một tính từ Ý A sai Important của chúng ta đổi xe thành T Câu 37 của chúng ta Em trai tôi thích Em trai tôi Những thằng em của tôi thích Tham gia cùng với bố trong việc sửa soạn đồ à, Sửa chữa những đồ xung quanh nhà Cô sẽ có giới từ in Sau giới từ in cộng một vấp in thì ý b sai Sửa tu men đội thành mening Câu số 38 của chúng ta Bây giờ tôi đang cố gắng, đang quyết tâm Chúng ta có cấu trúc, đó là cấu trúc Sau a time cộng với tu vấp Cố gắng làm gì? Vậy sao ở winning đội thành to win Câu số 39 của chúng ta Mẹ tôi làm việc như là một bác sĩ Vậy in của chúng ta sai dựa thành work as Câu số 40 của chúng ta Mọi người thích xem Cái loại phim hoạt hình này Đúng yeah. Câu này của chúng ta sẽ bạn nhớ cho cô như sau này Chúng ta có thể dùng sau loài cộng vợ in Chúng ta có thể dùng sau loài cộng tu vợp Nhưng mà sự khác nhau giữa loài like, cộng vâng, vợp in và loài tu này Loài cộng vợp in là thích làm gì dễ tả một sở thích à, Gọi là một sở thích Đúng không ạ? Thế còn loài cộng tu vấp là một sở thích tức thời thôi Một sở thích tức thời Tức là thích trong một thời gian ngắn thôi, ngẫu hứng thôi Vậy cô sẽ có là mọi người thích xem Vậy cô đấy cô thấy cô này nó có bất cập ở chỗ sau này Everybody, sorry, everyone của chúng ta là người ta có một quy tắc là Sau đại từ bất định, đúng không ạ? Đại từ bất định Đại từ bất định là gì? Đại từ bất định là những từ có đuôi one, body hoặc là think Cứ sau đại từ bất định, động từ của chúng ta chia số ít Vậy thì cô này chúng ta xài ý B, like, thêm S Như vậy chúng ta sẽ cho cái từ watch, đấy đúng Ok các bạn thân mến, vậy là cô đã chữa cho các bạn xong bài tập của ngày 22 tháng 10 trong khóa chuyên đề tiếng Anh số 2. Nếu các bạn